Dạ, như cái khối của em thì cái này là mình chọn từ trường 50 đó, 50 đúng không thầy? Hay Em phải là coi là cái sai số của em, cái sai số của em nó sẽ nằm trong khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Em hiểu không? Từ 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 từ, em phải dạ bật lại cái Simulink bên ngoài cho thầy coi. dạ Em phải coi là cái ngõ, em phải coi là cái e của em nó có thể di chuyển từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Sai số giữa mực nước và giá trị đặt. sai Thì em số giữa chọn từ mực trừ nước. 50 tới 50 chắc cũng được rồi đó. Dạ, từ 50 với trừ 50 đó, 50 là được không thầy? Như vậy nè, tùy cái độ cao bồn của em, độ cao bồn tối đa của em là bao nhiêu, giá trị đặt của em là bao Là nhiêu. 50, là 50. Thì là tối đa thì cái sai số đó chỉ có thể là 50, thì em chọn 50 là đúng rồi. Ok. Dạ. Nhưng mà em hỏi thầy là cái có scope mà khi ra là nó tín hiệu như nào vậy? Nó như này, thì là em chạy rồi xong em thế vô mấy cái BID rồi xong là Khoan khoan, từ em từ 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 từ, em đấm một click vô cái BID thì coi lại coi. dạ. Thì có lẽ là Cái không sai đâu, nè nè, có lẽ thì này không sai đâu. là T em chọn bao nhiêu? dạ, tem T chọn em 0,1. chọn 0,1. Như vậy nè. Dạ. Nói chung là không sai nha. Cái U mà cho âm dương cũng được đi, nhưng mà như vậy nè, cái U của em âm dương sao kệ nó, nhưng mà tới lúc điều khiển thật hệ thống thì em phải qua saturation, em chỉ lấy phần dương thôi. Hiểu thì nói không? Là chừng sau mà mình thử hệ thống mình so sánh là mình chạy situation là dương thôi đúng không thầy? Cái tín hiệu điều khiển ngõ ra của hệ thống á, cái tín hiệu điều khiển ngõ ra của BID rời rạc á, thì em chọn dương thôi, tại vì cấp vô cái bồn nước á, động cơ đâu có cấp giá trị âm được, đâu có cho Là máy mình bơm quay ngược được. dạ, mình thết saturation vô chỗ nào thầy? Không, hiện thời ổn rồi, em cứ thu thập dữ liệu em xây thay đổi đi, nhưng mà đến lúc em điều khiển hệ thống á, khi em điều khiển hệ thống thì ngay ngõ ra của bộ điều khiển em phải có saturation để em chỉ cấp điện áp dương cho cái động cơ thôi, chứ em không thể cấp điện áp âm cho cái động cơ được. Dạ, dạ là em hỏi là scope mình nó ra là như này, là xong mình chạy dữ liệu, mình thu thập dữ liệu như này được không thầy? Em thu thập dữ liệu đi rồi so sánh cái BID rời rạc đó với bộ M đi. Dạ. So sánh đi. Giờ dạ, em cứ thấy scope nó ra nó khác với cái này là em cứ tưởng nó sai. Nó có, nó là cái tín hiệu điều khiển mà nó mình đâu có biết được, bình thường bình thường. Dạ Bây dạ giờ dạ em cảm ơn. em hay xây dựng dữ liệu rồi, em đi so sánh với BID rời rạc này với bộ điều khiển M đi để coi cái scope nó ra giống nhau không nha. Dạ. Rồi, ok Để em làm tí em hỏi xem sao ạ. Cảm ơn thầy. rồi ok rồi chào.